Bão số 1, Molaben, giật cấp 10, hướng vào Phú Yên, Vũng Tàu. Theo bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng nay 3 tháng 1, sau khi đi vào khu vực phía đông quần đảo Trường Sa, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Molaben, trở thành cơn bão số 1 năm 2018. Vào lúc 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc, 116,0 độ Kinh Đông, cách Song Tử Tây, thuộc quần đảo Trường Sa, khoảng 210 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25 km. Đến 7 giờ ngày 4 tháng 1, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 11,1 độ Vĩ Bắc, 111,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, khoảng 250 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 8, có bán kính khoảng 130 km, tính từ vùng tâm bão. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 4 tháng 1, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,3 độ Vĩ Bắc, 109,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Phú Yên đến Bà Rịa Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 7, 40 đến 60 km một giờ, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm trên biển Đông, trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6 trở lên, từ vĩ tuyến 8,0 đến 12,0 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 3. Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, diễn ra sáng nay, ông Trần Quang Hoài, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo, nhấn mạnh, dù được dự báo là cơn bão không mạnh, nhưng có diễn biến rất phức tạp. Vào biển Đông bão số 1 sẽ mạnh lên, khi vào gần đến bờ có xu thế yếu đi, tuy nhiên khi bão chưa cập bờ thì chưa thể chắc chắn. Vì vậy tuyệt đối không được chủ quan, ông Hoài lưu ý. Theo ông Trần Quang Hoài, bão số 1 diễn ra trong bối cảnh, ngư dân đang rất nóng lòng, sốt ruột ra khơi đi đánh bắt cá, sau khi phải ngừng hoạt động bởi các cơn bão số 15, 16, cũng như có hải sản, bán vào dịp Tết Nguyên đán. Cơn bão theo dự báo có thể không mạnh lắm, rất dễ dẫn đến tâm lý chủ quan của các địa phương, cũng như ngư dân, do đó Ban Chỉ đạo đề nghị chính quyền các địa phương phải tuyên truyền, nhắc nhở, ngư dân theo dõi sát các thông tin dự báo diễn biến cơn bão số 1. Theo thông tin từ Tổng cục Thủy sản, ngày 3 và 4 tháng 1, bà con ngư dân các tỉnh sẽ ra khơi để vào đợt đánh cá mới. Ban Chỉ đạo đề nghị các địa phương yêu cầu ngư dân phải sau khi cơn bão số 1 đi qua mới cho ra khơi, ông Hoài nhấn mạnh. Bão số 1, Molaben, di chuyển rất nhanh vào đất liền. Sáng 3 tháng 1, tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, chủ trì cuộc họp ứng phó, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1. Ông Trần Quang Năng, trưởng phòng dự báo hạn ngắn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương. Trong cuộc họp, ông Trần Quang Năng, trưởng phòng dự báo hạn ngắn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đã mạnh lên thành bão. Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển nhanh 25 đến 30 km/h. Vùng nguy hiểm từ Khánh Hòa đến Bà Rịa Vũng Tàu, bão số 1 có xu hướng chếch lên phía Bắc khi gần bờ. Cũng theo đại diện Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, nhiều khả năng bão số 1 sẽ không gây mưa lớn tại khu vực Nam Trung Bộ, khoảng 50mm, nhưng gây mưa lớn trên biển Đông. Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Kiên Giang đã phối hợp với địa phương, gia đình, chủ tàu, thuyền trưởng, thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho 47.190 phương tiện và 246.019 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 1 để chủ động di chuyển, phòng tránh hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm, cụ thể. Hoạt động ở khu vực quần đảo Trường Sa, 47 tàu và 389 người, Bình Định 01 tàu, Quảng Ngãi 26 tàu, Ninh Thuận 01 tàu, Khánh Hòa 19 tàu. Hoạt động các vùng biển khác và neo đậu tại các bến, 47.143 tàu và 245.630 người.
Sau khi nghe báo cáo của các lực lượng liên quan, ông Trần Quang Hoài kết luận, bão số 1 diễn biến phức tạp, di chuyển nhanh vào Biển Đông mạnh lên, nhưng có xu hướng yếu đi khi càng vào gần bờ. Đây là cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến ngư dân đang nôn nóng ra khơi cho vụ cá Tết Nguyên đán. Chính vì vậy, bão được dự báo không quá mạnh, dễ nảy sinh tâm lý chủ quan ở địa phương, nên tôi đề nghị các nơi đôn đốc ngư dân thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin diễn biến cơn bão. Và để làm được điều này, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cần cung cấp dữ liệu thường xuyên, cơ quan thường trực phòng chống thiên tai liên tục gửi các bản tin đến Đài Tiếng Nói Việt Nam và các đại địa phương để ngư dân theo dõi. Bên cạnh đó, ông Hoài cũng đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm nội dung công điện số 01 CĐTVK của Văn phòng Thường trực và công điện số 02 CĐTVK của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn.